Chương trình này được bảo trợ bởi hai tech builder là nhà thầu, nhà tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa nhà cửa và hãng xưởng. Mọi chi tiết xin liên lạc Hải Trần qua số 0413 968 858. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Đài Việt Face TV, trong bản tin sáng ngày hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2020, Thanh Huyền xin gửi đến quý khán giả những tin tức với các bản tin chính như sau. Sinh hoạt chính trị thời Covid-19, ngoại giao từ xa lên ngôi. Các nhà ngoại giao Úc tranh thủ thúc đẩy hợp tác quốc tế. Sự sáng tạo của các nhà ngoại giao Úc ở nước ngoài tin tặc gia tăng hoạt động đánh cắp nghiên cứu về COVID-19 tại Úc. Và sau đây, Thanh Huyền xin mời quý vị khán thính giả hãy cùng theo dõi phần tin chi tiết. Sinh hoạt chính trị thời COVID-19, ngoại giao từ xa lên ngôi. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, những hoạt động ngoại giao theo hình thức truyền thống hiện đang phải tạm gác lại để ưu tiên cho các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Điều này đã khiến cho ngoại giao trực tuyến xuất hiện và đóng vai trò quan trọng giúp nước Úc nhanh chóng thích ứng với tình hình. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà ngoại giao Úc chính là những anh hùng thầm lặng trong đại dịch Covid-19 với nỗ lực đảm bảo sự an toàn cho hơn 25 triệu cư dân Úc trong hoàn cảnh khó khăn. Thách thức đầu tiên đối với các nhà ngoại giao khi khủng hoảng xảy ra là hỗ trợ lãnh sự cho công dân ở nước ngoài. Mặc dù là một điểm đến du lịch hấp dẫn, nhưng Úc Châu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh hạn chế đi lại được áp dụng đối với hơn 90% dân số thế giới. Đầu tháng năm, hơn 300.000 công dân Úc đã trở về nước với 16.500 người nhận được sự hỗ trợ từ các nhà ngoại giao. Khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm tất cả các chuyến bay đi hoặc đến đất nước này, thì những nhà ngoại giao Úc tại New Delhi đã cố gắng sắp xếp các chuyến bay đưa hơn 3.500 công dân về nước. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Úc ở Philippines đã giúp đỡ 1.600 người Úc trở về trên 26 chuyến bay. Tại Campuchia, các nhà ngoại giao cũng đã giúp sắp xếp chuyến bay để đưa 184 công dân Úc về nước an toàn. Ở đảo quốc Vanuatu, những người Úc bị mắc kẹt mà không có khả năng tiếp cận các chuyến bay thương mại cũng đã được đưa về nước trên máy bay chở hàng C-17 của lực lượng phòng vệ Úc Châu sau khi chiếc máy bay này cung cấp viện trợ cho Vanuatu sau cơn bão Harrow. Theo Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Francis Adamson, thì đây là thời điểm hoàn toàn chưa từng có tiền lệ và kêu gọi các nhà ngoại giao có một cách tiếp cận sáng tạo trong công tác bảo hộ công dân. Đại dịch Covid-19, các nhà ngoại giao Úc tranh thủ thúc đẩy hợp tác quốc tế. Các nhà ngoại giao Úc hiện cũng đang đi đầu trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế để chống lại đại dịch, tích cực hoạt động thông qua các tổ chức đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhóm G20. Cụ thể thì Úc Châu đã chủ động kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về Covid-19 tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Y tế Thế giới. Đồng thời, nước Úc cũng đã sử dụng tư cách thành viên của G20 để kêu gọi hành động đối với các khu chợ buôn bán động vật hoang dã, nơi được cho là đã truyền virus gây bệnh COVID-19 từ động vật sang người và đồng ý giãn nợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở khu vực Thái Bình Dương. Trong khi thế giới phải đối mặt với đại dịch, các nhà ngoại giao Úc đã nỗ lực ủng hộ duy trì thương mại toàn cầu thông qua diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC cũng như Tổ chức thương mại thế giới WTO. Trong khu vực, các nhà ngoại giao Úc cũng đã hợp tác chặt chẽ với những nước láng giềng như giúp đỡ Papua New Guinea và các quốc gia khác tăng cường năng lực xét nghiệm, cung cấp nguồn viện trợ thiết thực cho Vanuatu cũng như hỗ trợ các quốc gia ứng phó với dịch COVID-19 trong các lĩnh vực như y tế và an ninh lương thực. Được biết, Úc Châu cũng đã cam kết cung cấp 100 triệu đô la cho 10 quốc gia ở Thái Bình Dương thông qua kế hoạch đối tác phục hồi nhằm hỗ trợ các nước đối phó với dịch COVID-19 và đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính quốc tế để khuyến khích họ hỗ trợ các quốc đảo trên Thái Bình Dương, một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất do tác động của đại dịch. Ở Campuchia, chương trình phát triển của nước Úc cũng đã hỗ trợ 1.300 phòng khám y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp đất nước. Đại dịch COVID-19, sự sáng tạo của các nhà ngoại giao Úc ở nước ngoài. Thay vì các hoạt động ngoại giao truyền thống như gặp gỡ trực tiếp, lan sóng COVID-19 quét qua buộc các nhà ngoại giao không chỉ ở Úc mà trên khắp thế giới phải thay đổi để thích nghi với việc hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp, đòi hỏi họ phải sử dụng thành thạo hơn các công cụ trực tuyến. Những cuộc gặp gỡ song phương hay đa phương đều chuộng hình thức trực tuyến để mọi hoạt động đối ngoại không bị gián đoạn. Trong suốt cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, các nhà ngoại giao thường phải làm việc trong điều kiện rất khó khăn. Nhiều cán bộ phải về nước vì lý do sức khỏe, với chỉ 70% nhân sự còn ở lại, khiến sự hiện diện của Úc tại nước ngoài bị thu hẹp hơn. Mặc dù hầu hết người dân Úc đều coi những gì mà các nhà ngoại giao đang làm là trách nhiệm hiển nhiên, thế nhưng chính đóng góp của họ đã góp phần giúp quốc gia này vượt qua những thách thức từ Covid-19. Tất cả những điều nêu trên có thể cho thấy rằng sự bùng phát và lan rộng của dịch COVID-19 trên toàn cầu buộc những nhà ngoại giao Úc cần phải tìm hướng đi mới để thay thế cho hình thức ngoại giao truyền thống. Và ngoại giao từ xa được xem là biện pháp tối ưu giúp quốc gia này vừa ứng phó với dịch bệnh, vừa duy trì được các hoạt động đối ngoại của mình. Tin tạc gia tăng hoạt động đánh cắp nghiên cứu về COVID-19 tại Úc Ngày hôm qua, các cơ quan tình báo Úc đã tiết lộ là các tin tặc nước ngoài đang gia tăng hoạt động và tìm cách đánh cắp thông tin y tế có liên quan đến đại dịch Covid-19 ở Úc châu. Theo cơ quan truyền thông quốc gia ABC, thì tổ chức tình báo an ninh ASIO hiện đang làm việc với các cơ quan y tế và tổ chức khoa học trong nước để đảm bảo những công trình nghiên cứu khả thi liên quan tới bệnh Covid-19 không bị đánh cắp trả lời phỏng vấn của đài abc vào ngày hôm qua giám đốc asio ông mike burgess đã xác nhận rằng các nhân viên của trung tâm an ninh mạng gọi tắt là acsc và tổ chức tình báo asio đã thực hiện một số hoạt động ngăn chặn tuy nhiên ông burgess đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết cũng theo lời của ông burgess thì asio phát hiện các thực thể nước ngoài đang ngày càng quan tâm nhiều đến những đột phá về y học của úc mối đe dọa xảy ra vào thời điểm mà nước úc đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng và hiện có nhiều gián điệp nước ngoài ở nước Úc hơn bao giờ hết. Nhắc lại hồi tháng trước, Thủ tướng Scott Morrison cũng đã từng tuyên bố, Úc Châu đang bị tin tặc bùa vây với hàng loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào mọi cấp của chính phủ, các cơ quan chính trị, lĩnh vực công nghiệp, y tế, giáo dục, các nhà cung cấp và khai thác hệ thống hạ tầng quan trọng. Ông Morrison còn khẳng định rằng có yếu tố nhà nước xuất hiện đằng sau những vụ tấn công như vậy, nhưng từ chối nêu cụ thể đó là quốc gia nào. Vaccine phòng chống COVID-19 tại Úc sẽ không bị đốt cháy giai đoạn. Đó là cam kết của các nhà khoa học. Hiện nay trên thế giới, đang có rất nhiều ứng cử viên vaccine phòng chống COVID-19 đang được cấp bách điều chế và các khoa học gia vì thế mà cũng đang chạy đua trong chặng nước rút này nhằm kết thúc đại dịch lịch sử. Trong bối cảnh này, giới chức y tế và các nhà khoa học tại Úc đã bảo đảm với người dân Úc là họ sẽ không đốt cháy giai đoạn trong quá trình chế tạo cũng như phê chuẩn khi đưa một loại chuẩn vaccine vào Úc, kể cả vaccine phòng chống COVID-19. Nhắc lại là Thủ tướng Scott Morrison đã loan báo là chính phủ đã có thỏa thuận với Viện Đại học Oxford ở Anh Quốc để mua công thức chế tạo vaccine COVID-19. Và do đó, Hiệp hội Y khoa AMA tự tin rằng nước Úc sẽ có đủ liều lượng vaccine cần thiết một khi vaccine chính thức có mặt. Tuy nhiên, Chủ tịch của Hiệp hội AMA, ông Omar Khosrowshahi đã cảnh báo rằng Luôn luôn xảy ra nhiều nguy hiểm nếu gấp rút hoàn thiện quá trình này mà từ trước đến nay đã phải mất nhiều năm mới có thể cho ra đời một loại vaccine mới. Trong khi đó, chính phủ liên bang hứa hẹn rằng bất kỳ loại vaccine nào được phê chuẩn sẽ phải trải qua việc thử nghiệm khắt khe nhằm đảm bảo an toàn trước khi đến tay người dân. Ngoài vaccine từ Viện Đại học Oxford thì nước Úc vẫn có khả năng tự cung cấp một vaccine coronavirus do chính mình chế tạo. Ứng cử viên này đang ở trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu vaccine tiềm năng này của trường đại học Queensland, giáo sư Po Young ước đoán vaccine sẽ sẵn sàng trước giữa năm tới 2021 là trễ nhất. Cuối cùng là tin về tình hình thời tiết cực đoan tại Úc trong những tháng sắp tới. Các nhà khí tượng học cho biết, nước Úc hiện có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết có mức độ nguy hiểm cao gấp 3 lần bình thường, liên quan đến điều kiện thời tiết lạnh hơn như là một phần của hiện tượng khí quyển chưa từng thấy kể từ năm 2017. Cụ thể thì ngày hôm qua, Cục Khí tượng Thủy văn Úc Châu đã cập nhật số liệu dự báo về hiện tượng El Nino, qua đó cho biết nước Úc hiện đang trong tình trạng đáng cảnh báo về 70% có khả năng hình thành hiện tượng La Nina trước cuối năm 2020. Nhắc lại là đợt La Nina có ảnh hưởng đáng kể cuối cùng xảy ra ở Úc là từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011 đã gây nên tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất ở Úc trong suốt 2 năm. Nếu các dự báo của Tổng nhà khí tượng là đúng và hiện tượng La Nina hình thành thì nó có thể kéo dài qua mùa xuân và có khả năng kéo dài đến những tháng nóng hơn vào cuối năm. Sau nhiều năm hứng chịu hạn hán làm tê liệt nhiều vùng sâu xa của nước Úc thì hiện tượng thời tiết cực đoan này được dự đoán sẽ là thời điểm bắt đầu những trận mưa lũ kinh hoàng nhất trong năm trong suốt một thập kỷ ở một số khu vực. Cụ thể thì trong 3 tháng từ đầu năm đến cuối tháng 3 năm 2021, lượng mưa ở mức cao trên mức trung bình rất nhiều hoặc trên mức trung bình đối với phần lớn lãnh thổ New South Wales, Victoria và miền Nam Queensland. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV vào 1 giờ chiều ngày hôm nay.